thấy rất mượt rồi, tham quá đáng luôn. Đó là lý tại sao em ở đây. Đừng có xấu mà mày đặt hư cấu. Em chỉ còn 1,5 năm thôi, phát triển nó trước đã, lương thì tính sau. Anh chỉ muốn giúp cho em đó, thấy một tuổi trẻ mà hoài bão khát vọng như thế. Em nên chọn một thôi. Công ty của gia đình nó sẽ ảnh hưởng em. Mỹ nói chung cũng chuối phết, nên là phải chơi theo chiêu của anh Phú á. À, lấp là lấp lánh ánh kim cương. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên VTV3. Em share lại cho huấn luyện viên là 80%. Giá như thế nào, bao tiền một giờ? Tụi em có 3 cấp độ: huấn luyện viên cơ bản, huấn luyện viên chuyên nghiệp và huấn luyện viên bậc thầy ạ. Và tùy vào mỗi cấp độ của huấn luyện viên mà cái giá nó sẽ khác nhau, từ 130.000 một buổi cho tới 800.000 một buổi ạ. Như tennis em nói chuyên nghiệp với bậc thầy là